Cùng với sự hình thành các trung tâm thương mại, siêu thị ở khu vực trung tâm, thành phố, tại khu vực nông thôn của Lào Cai, hoạt động thương mại dịch vụ cũng đang phát triển tương đối mạnh mẽ, không chỉ đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân. Việc phát triển dịch vụ thương mại ở nông thôn cũng giúp nhiều hộ dân chuyển đổi ngành nghề, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, từ đó thúc đẩy kinh tế các địa phương phát triển. Gần thành phố lại có nhiều tuyến đường quan trọng chạy qua. Đây là lợi thế để xã Cam Đường đẩy mạnh, đa dạng hóa các loại ngành nghề dịch vụ thương mại. Người dân được khuyến khích chuyển đổi ngành nghề, phát triển kinh doanh dịch vụ. Hiện trên địa bàn xã, nhiều hộ, cơ sở sản xuất thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ việc chuyển đổi này. Mở cái cửa hàng tạp hóa này thì phục vụ với bà con, chủ yếu là bà con ở đây. Đa phần là những cái mặt hàng thiết yếu và nhà mình thì cũng sát sao về cái vấn đề nhập hàng, rõ nguồn gốc xuất xứ. Nằm ở vị trí trung tâm cụm xã, là nơi kết nối giao thương hàng hóa với các xã Nậm Dạng, Nậm Mả, Sơn Thủy, huyện Văn Bàn và cả xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn đã hình thành các khu vực dịch vụ, kinh doanh buôn bán khá sầm uất dọc tỉnh lộ 151. Cũng phát triển lên chứ không nó như cổ điển như ngày xưa mãi không được. Cũng muốn khách hàng mua những cái thứ, những sản phẩm nó cao, to hoặc là những con tivi sang xịn hoặc là có những cái đồ máy móc để phục vụ cho bà con. Theo thống kê của ngành công thương, hiện toàn tỉnh có hơn 1.500 cửa hàng tạp hóa bán lẻ tại 9 huyện, thị xã, thành phố. Cùng với đó là hệ thống 72 chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, trong đó có 50 chợ tại địa bàn nông thôn. Các kênh phân phối dịch vụ thương mại bao phủ rộng khắp, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, giúp người dân ở khu vực nông thôn dễ tiếp cận với hàng Việt có chất lượng cao. Sở Công Thương hàng năm đều tham mưu cho ban chỉ đạo ban hành những kế hoạch chương trình hàng năm, đồng thời là phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong tỉnh để triển khai nội dung này thông qua cả những cái hoạt động xúc tiến cụ thể như là các hội chợ, các hội thảo và các chương trình mà Bộ Công Thương phát động. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại ở khu vực nông thôn, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại, xây dựng mô hình chợ văn minh thương mại, chợ 4.0 ở khu vực nông thôn, từng bước nâng cao các loại hình dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu mua sắm của người dân tại khu vực này.